chào cả nhà nha. Không có giống bữa nay là mọi người thấy Hiền nè, mang cái ba lô đi rồi nè. À, Hiền đang ở cái chỗ là xã Tà Nung, thành phố Đà Lạt nha. À, Merlin Coffee Garden. Thứ hai con trồn nó vào với nhau. Thì thôi, nói chung là khu này rộng lắm, Hiền tranh thủ Hiền vô liền. À, để như thế nào mà nắng lắm mọi người ơi. Chắc là phải đổi cái mũ rồi. Đây, khu này cà phê nhưng mà cũng là một trong những địa điểm mà nằm trong top mà các giới trẻ bây giờ đang ngáy á. Đi Long ơi, em ơi. Đây, à, nghe ta nói là nghe thấy bây giờ mọi người biết á, là mọi người nhìn Hiền nè, mọi người nhìn Hiền nè, vừa à, vừa phải mang nè, vừa phải mang, vừa phải cầm cây nè, đó. Bây giờ đang đến cái chỗ này, đi vào chỗ này không? Này, đi vào, hình như cà phê này có bán vé mọi người. Này để Hiền vào thôi. À, quán này à, nghe Hiền cũng ra trên đường Hiền chứng về rồi, nhưng mà Hiền sẽ cố gắng review cái quán như thế nào. À, xong à, gọi món thu ngân ở đây à, à, đông lắm hay sao mà họ tổ chức giống như một cái khu du lịch vậy. Ở đây có nhiều khu lắm mọi người ơi. Sau rồi tham quan Coffee Garden nè. À, thế thì để Hiền Hiền nhờ bên đó họ hỗ trợ chút cho đây rồi. Đây cả thơ đồ nè, nhiều thứ lắm. À, mình đi cái gì, mình đi mình order nước đi, em gọi nước đi. Có 3 dòng ạ, trường mocha thì đậm đà, trường cây đây thì hồng nè, trường mocha đậm đà. Thôi gọi lại uống hai cà phê sữa đi, em gọi giùm anh order hai cà phê sữa đi nha. Em lấy bóp nè, order đi, order 2 ly cà phê sữa đi. Em ơi, anh order quán mà lúc nhạc á, mà anh muốn hỗ trợ chút cho khỏi nhạc, anh bên anh quay tóc cà phê đẹp Việt Nam á. À, em có thể liên em giúp giùm anh, gửi quản lý nói giúp giùm anh nha. Em, anh đang quay tóc 500 cà phê đẹp Việt Nam, anh đã đưa cà phê mình vào trong tóc cà phê đẹp Việt Nam, do đó giúp anh tắt nhạc, anh úp thẳng luôn nha. Rồi em nói giúp giùm anh này. Đây mọi người, tại vì Hiền úp chay á, Hiền cũng phải xin họ là coi như là đỡ lóc. Em ơi, ấy nước đi anh quay nha. Hiền úp chay á, Hiền Hiền thành thử Hiền quay. Chắc là đỡ nhờ anh kia nói chuyện được không. Nhưng mà Hiền cứ quay cái đó. Ở đây là cái này là cái vào đây là cái chỗ này chắc là khu ăn uống, khách trả bill. Nhưng mà đỡ coi thì nó rộng mênh mông lắm mọi người ơi. Không thể nói được luôn, nguyên một cái khu này nè. Nếu mà Hiền đi chắc Hiền về hoặc rã giò quá. Nhưng mà đỡ Hiền kiếm cái chỗ nào ngồi với thằng em, xong rồi Hiền xách máy Hiền đi. Vừa đi vừa mang như thế này chắc cũng hơi căng á. Ra ngồi trước rồi đó. Mua thẻ là sao em? À, anh có em nó ấy rồi. Trong thời gian anh bận anh review anh đi trước không sao đâu. Tại có em mua trên đó đấy nha. Anh em nó đang đứng đóng thùng kìa, em đóng thùng đẹp trai kìa. Em nó đang lấy nước rồi, anh à, đóng dấu vào tay à. À, đóng dấu vào tay mới được qua hả? Rồi rồi. Có xin thẻ đánh dấu để làm chi vậy? Khoan. Đây, chào anh. Dạ em là quản lý của quán á. Ừ, dạ. Thôi anh nói tóm lại là em có vô mạng á, anh đang review top. Anh đứng ở đây cho đỡ đây. Anh đang quay trong top những cà phê đẹp Việt Nam. Em cứ vô dạ, chấm đấy liền, tại vì anh là quay trực tiếp mà anh dạ. Nói chuyện với em nó sẽ tốn thời gian và dài clip và khán giả họ sẽ nói với quán mình nó quá thủ tục rầm rè, em hiểu ý không? Dạ. Thì giờ anh cứ đi review nước cho anh gọi rồi. Có nhu cầu gặp em cho nên với lại anh giúp giùm anh là vì anh úp trực tiếp á. Dạ, dạ. Em tắt nhạc, em chỉ cần mở điện thoại lên. Tắt nhạc này á hả?
giảm bớt nhạc một chút xíu để ảnh hưởng quán mình. Anh chỉ video khoảng 15-20 phút là anh lên liền. À, anh vẫn mua nước bình thường. Đây anh đây để nói chuyện luôn. Đây là cái bạn, cái chị này là chắc là em đi. Là chào cả nhà nha. Cái này là anh đã gặp được là bên quản lý quán á. Hiền có khẩu trang này, mọi người biết Hiền có khẩu trang này, khẩu trang y tế chuẩn này nè. Nhưng mà để Hiền nói chuyện luôn chút là Hiền đeo. Thế thì do là quán nó sẽ có nhạc để ảnh hưởng bản quyền, Hiền xin quản lý đã quay vì quán này quá rộng. Và thôi thì đợi em á, nó ấy nước xong á, nó xuống đó và anh đi review quán, anh còn đi mấy điểm nữa. Bây giờ cũng dễ lắm, em chỉ lên Google đọc là lên YouTube là những cà phê đẹp Việt Nam là ra liền. Ok, anh đi nha. Rồi rồi, anh xin cái địa điểm ngồi xong anh sẽ review nhanh anh đi, tại vì anh còn đi mấy điểm ấy. Dạ, ok, cảm ơn. Mọi người á, nói chung là ở tùy theo quán, nhưng mà ở Mê Linh này á, họ cũng tạo điều kiện cho mình ấy. Hiền đang đi qua đây là một cánh một dải là hoa sim ấy mọi người, hoa sim. Đó. Và đây là cái dãy nhà. Đây để Hiền quay cái đồi cà phê trước, tại vì cái này á, bây giờ là mình phải xin quản lý mình về, mình đi bất chợt á mọi người. Hiền phải xin quản lý để được quay, tại vì cái khu này là không phải cà phê bình thường mà là một cái khu du lịch. Đây. Em ơi. Thành thử là Hiền đỡ đây cho mọi người ngắm cà phê tạm thời trước đó nha, ngắm cái này trước đi. Hiền qua Hiền làm việc một tí xíu. Ở đây các bạn chụp hình về tăng tải. Em về qua bên cái chỗ hát này nè, rồi anh đỡ cái cặp đây luôn. Anh cầm cái máy anh đi cho nó tiện. Em đâu rồi? À, em qua bên đây chứ anh đang quay khu bên này mà. Em qua bên chỗ ta hát nè. Anh đỡ cái giải em quay ngồi đây đi. Anh đỡ cái giải này các bạn, anh đỡ cái giải em quay anh giữ ai coi giùm anh đi. Anh cầm cái máy quay. Em đây nè. Em đi qua cái chỗ cái cổng á. Đây mọi người, nó rộng mênh mông lắm. Mỗi nơi có một điểm riêng để chụp hình á. Tút với hồ xa lắm, để Hiền đi, chắc Hiền đi cái này, Hiền đi cả ngày á, Hiền đi không hết đâu, để Hiền quại chỗ sân khấu cái đã. Rộng lắm, khủng khiếp lắm mọi người.
Ở đây nãy là Hiền coi là bên này có cả cái, để hỏi anh này à. Anh ơi, ở đây là mình, anh ơi, ở mình đây là phục vụ cả nhạc dân tộc luôn đúng không? Dạ. À, quán có cả ca nhạc dân tộc và có thể là khán giả cũng tự hát luôn đúng không? À, đó, khách phải cũng đăng ký, chứ. À, đăng ký hát, khách cũng vẫn đăng ký hát được luôn đúng không? Ở đây mình vẫn đàn đát của Tây Nguyên luôn đúng không? Dạ đúng. Rồi anh có bản nhạc là biểu diễn bản đi. Dạ. Sau đây thì chàng trai sẽ được tấu một ca khúc của thầy, rất là quen thuộc trong tập phẩm, đó là ca khúc Người Tình Mùa dạ. Đông. Dạ. Mọi người nhạc nhạc tình Người Tình Mùa Đông nha. Nói chung là quán cà phê này. Không sao. Sự cố chút. Rồi thôi được rồi, nói chung là thay mặt cả nhà là coi như là mà nhà top những cà phê đẹp Việt Nam thì cảm ơn anh, là coi như là Hiền còn phải đi review tiếp tại cái quán nó rộng quá. Anh tên là gì ạ? Dạ, anh tên Gianni ạ. Anh tên Gianni, anh là người của người dân tộc Cờ Ho. Dạ, dân tộc Cờ Ho là ở trên Lâm Đồng bên trên gần Lâm Biang đúng không? Dạ, Lâm Biang thì dân tộc Lạch, còn Cờ Ho thì sinh sống từ chứ đó, nói chung quán thì sinh sống hiện tại trong có nghĩa là cái quán Merlin này ảnh là cũng là anh cũng được gọi là trong dãy nghệ sĩ của dân là Lâm Đồng đúng không? Dạ. Là chơi nhạc dân tộc Cờ Ho rồi, thì cảm ơn anh nha, thì còn phải đi review khác nha. Rồi mọi người biết thì quán này không phải là chỉ là quán cà phê mà là một cái khu, mà Hiền phải nói dùng từ là cả một cái khu gọi là cái khu du lịch luôn á, khu du lịch sinh thái. Để Hiền lên thì bỏ cái giỏ mang đi, nó nặng quá. Thế thì Hiền bắt đầu cái khu này nó chắc không phải tốn là cần cả tiếng đồng hồ mà nhiều lắm mọi người ơi. Ê, tự nhiên nó nhận dạng, ôi nó nhận dạng cái máy này, nó nhận dạng người, nó quay theo người, ông quay quay theo ông bé kia, ông quay cái game bộ. Nhiều lúc đó mình bật cái chế độ auto gì lay á, cái tự nhiên nó nhận mình, nó nhận dạng, nó không nghe mình mà nó thấy người cái nó quay theo hai con bé kia, ông ơi, người ta tưởng tôi cầm máy quay theo luôn á. Ở đây để Hiền gửi cái giỏ lại kìa. Quá rộng luôn, đi đắm đuối luôn. Đây là giống như một quán nông trang á mọi người, chứ không phải là nó một cà phê bình thường, nó một cà phê nông trang luôn. Đấy, lòng khủng khiếp lắm. Biết chừng tụi đâu đi mấy ngày nay cái đó còn giải quyết được vấn đề không? Trong ba lô anh có tiền mà. Nè. Em. Nãy em quên, lấy trà đưa anh cái chè nước nữa.
bắt đầu là mọi người biết là Hiền sẽ xuống dưới này trải nghiệm nhanh qua một vòng. Đi một vòng này chắc cũng đắm đuối á. Cà phê với gì vậy? Cà phê này chắc cà phê rin đó, đúng không? Vô bao đại, ở đây cứu bò giùm anh cái chỗ cái cục sạc nha. Thời gian anh quay xong lại quay lại là nó. Biết thì em hỏi người ta nha, anh đi nha. Làm đi miếng hấp miếng đi. Rồi dao giỏ. Với tay anh đi tay thôi. Hai anh em nói tóm lại là hai anh em mà sẽ Hiền đi, nhưng nó đi nó chết luôn á, nó không đi nổi với Hiền nữa đâu. Nghĩa là mấy ngày nay thì Hiền sẽ ráng cái chỗ này Hiền đi một vòng đi mọi người, Hiền review một vòng rồi Hiền quay lại. Xem ra nhìn cái mồi là nhìn cái màu này là chắc tiêu rồi. Giờ cái này nó rộng bao nhiêu hecta vậy chị? Chắc rộng không mà rộng lắm, để hỏi thứ ai à, nãy gặp quản lý mà chưa kịp hỏi. Khủng khiếp lắm mọi người, Hiền ngồi ở trên này Hiền rìa máy qua giúp mọi người nhìn thấy nè, xe nè đó, mọi người nhìn nè, xe quá xe luôn đó. Ở dưới này là cả một cái quần thể mà để cho mọi người mà ấy luôn đấy. Nói tiếng cà phê Merlin chứ thật sự đây là một cái giống như một cái điểm nông trại nông trang Merlin á đó. Nó rộng như vậy đó thì Hiền sẽ đi một vòng hết cho mọi người biết đấy, có phải là đúng như những gì mà chăm nghe bằng thấy nha mọi người, nó rộng mênh mông như thế này nè đấy. Rồi đó Hiền dâm lại một chút rồi Hiền hớp một ly cà phê Hiền hớp ly cà phê rồi Hiền quay, với lại chắc đợt nãy quay trong kia thì máy Hiền biết còn pin không, nhưng mà Hiền làm ly hớp miếng đi, đi nhà đi anh không, anh hớp miếng đi anh. Đây mình uống cà phê là trong cà phê là có vé tham quan đúng không? Thì kêu á, hình như nó đóng dấu gì trong tay nè, là đã được đi qua nè mọi người, đóng cái dấu gì vậy không biết, cái dấu mơ linh gì vậy đóng vô tay này nè, không biết chùi ra không biết không? Trời, ở đây là trà mình tự phục vụ luôn chứ không có nhân viên, đông quá mình order hàng xong mình bưng đi luôn á, thành ra quá rộng luôn, mình tự uống mình tự đi luôn đấy. Nói chung mà thôi bây giờ để Hiền đi xuống với bên kia, nãy giờ đợi mọi người đợi lâu nha. Em ơi, em có số điện thoại chị quản lý cái nãy không vậy? Anh gọi cho giờ anh không biết đi khu nào á. Chắc có cần một bạn hướng dẫn đi chứ còn nó rộng mênh mông quá, giờ anh review không được. Em gọi giùm anh giúp đi. Em đọc số đi, đọc số anh gọi cho. Để nó 09 ở đây thì con gọi cho. Đó, để anh gọi, để anh gọi 09 á. Có con đang gọi rồi. Đưa số anh gọi cho chị luôn, anh nói chuyện xong. Để con tí. Quyết định của Hiền á mọi người. Quyết định của Hiền là sẽ không đi lâm mông như những khu khác, tại vì cái này nó quá rộng mà mình không biết mình review nó sẽ thành dở đi. Chắc chắn là mình sẽ nhờ hỗ trợ của bên Merlin rồi. Thành thử là mình phải nhờ là họ sẽ giới thiệu nó sẽ cái gì. Chứ mình review không khéo là lên đây mọi người nói là tốt trong những đẹp mà không thấy đẹp mà quay để thành dở đi. Nó quá rộng mình không biết đi đâu á. Không, nhưng mà đầu tư khủng khiếp lắm mọi người. Hiện thấy tùm lum mà. Nhiều lắm. Đây là gọi là khu vực hoa. Hoa. Ở dưới kia là bờ sông. Nói chung là sẽ đi khu nào tiện qua khu nào chứ không đi qua đi lại tốn thời gian mà. Dạ đúng rồi, đông lắm. Tại vì anh quay quá nhiều rồi, anh cũng quay rất là nhiều chỗ á. Dạ. Mà đi nhiều chỗ mà giờ đi lại nó chắc nhất là chỉ có là đi mấy. Giờ chú muốn chỗ này chú đi gần hết rồi
Không, chưa đi. Nãy giờ chưa đi khu này. Bắt đầu là mình đi từ khu nào trước à? Dạ, mình cần hỗ trợ gì không anh? Mình cần chứ. Em dạ cầm giùm anh cái cây. Vậy là chỗ chị quản lý chỉ với em đúng không? Chị quản lý có nhờ em không? À, thôi được rồi, bây giờ anh nói thế này nè. À, thôi anh đưa hình em lên được không? Thôi cứ anh làm vlog á, đưa lên luôn nha. Thì nói chung là thế này đi. Hiền nhờ ở cái riêng cái chỗ này á mọi người. Hiền cà phê, nói tiếng cà phê, Hiền quay top những cà phê đẹp Việt Nam. Nhưng mà chỗ này không phải những là cà phê mà cả một cái khu. Thì do đó là Hiền phải nhờ em tên gì à? Quốc à? Thì chắc là nhờ em Quốc này nó sẽ dẫn đi thôi. Chứ còn Hiền đi mình như mấy chỗ khác Hiền ngẫu hứng không được. Ở đây vô đây là Hiền ngợp à. Thôi được rồi, thì cả nhà còn nãy giờ đợi cũng lâu. Hiền sẽ để cho mọi người trải nghiệm cái này gọi là Garden Merlin. Gọi là nói chung là cái Garden Merlin hay là Coffee Garden Merlin gì cũng vậy thôi. Nói chung là nó rộng quá. Thì thôi bây giờ em bắt đầu mình thường thường sẽ khách sẽ đi từ đâu em? Anh đi mỏi, anh bữa giờ đi tùm lum mà nó mỏi quá. Rồi đó thì để tránh anh quay trực tiếp luôn không sao hết, em cứ đi cứ chỉ cho anh. Dạ. Bắt đầu là đi lối nào trước để mình tiện. Trước mặt bên mình thì đây. Đi lên trên này trước đi. Chụp hình check in rồi. Rồi. Dạ. Mình check in của mình lên. Rồi. Đây, nhưng mà đây là chụp in check in là một chuyện, nhưng mà chưa chi là mọi người nhìn thấy đây là vườn hoa này đấy. Một cái bạn này sẽ được anh nhiếp ảnh thờ hình là chụp hình như thế này rất là đẹp nha mọi người nha. Đấy, hàng chị là đó, nói chung là đang có vườn hoa đỡ cây đàn. Sao Đà Lạt hay đỡ cây đàn và chụp hình đấy. Đàn mô hình đấy. Và khu này là cái lối lên này là cái gì? Đây là cổng trời đúng không? Đúng rồi, đây là cổng trời ạ. À, rồi. Đây là cổng trời, là đứng đây là chụp thấy hết đây. Giống như ở đây mình làm mấy cái cổng cho họ tự chọn chụp theo màu đúng không? Dạ. À, thế thì anh đứng theo cái cổng màu đỏ này nha. Rồi em. Thầy anh có dựng máy em cầm giúp anh luôn, không sao đâu. Anh cứ cầm gimbal nó tự động nó quay à, không sao, em cứ giữ thôi đừng có đụng gì hết. Đây. Mọi người nói chung là nhờ em Quắc á hỗ trợ cầm giùm Hiền chứ bây giờ. Đây mọi người, đây là cái cổng trời mà các bạn hay chụp hình thấy nè. Đấy, đây là cái cổng trời có mà hiện nay trong này có 3 cặp, một cổng nè. À đây là một cổng nè nha. Cổng này màu xanh nè. Cổng này màu đỏ và cổng màu trắng. Mình cũng chẳng biết ý nghĩa là gì. Đó, và trên này thì anh, em cứ đi đi. À, trên này thì mọi người thấy á là có cái hình này lắm là biểu tượng của Nhật á. Mình cũng không hiểu ý nghĩa gì nhưng mà mọi người đi. Hiền đứng ra khu vực nguy hiểm nè. Đây mọi người nhìn thấy không? Sau lưng Hiền là cả một cái vùng. Đây, mọi người nhìn nè. Sau lưng Hiền là cả một cái vùng. Và Hiền sẽ nhờ em Quắc hỗ trợ đi từng khu một. Như vậy thì cái quán này không phải là cà phê nữa mà cả một cái điền viên luôn á. Một cái gia trang rộng với mọi người. Rồi. Còn cái đường này là cái lối này là lên cái gì ạ? Rồi, cái lối này là lên cái gì ạ? Đi lên cầu Vòng đúng không? Đây, trời ơi. Đây, anh đây. Mình đi lên trên này luôn đi, để anh nhìn trên này luôn. Đây, em cứ cầm giúp anh này, anh đi ra không sao đâu, em cứ quay bình thường, đỡ bình thường đó, nó sẽ quay. Đây nha mọi người. Thì đã lên tới nơi luôn. Hiếp lắm. Đây là cái đây là chụp hình đúng không? Ngồi đây là chụp hình, qua đây phải khách sẽ ngồi chụp hình như thế này đúng không? Đấy, khách là ngồi đây đúng không? Thường thường là khách ngồi đây đúng không? Đó, khách ngồi đây nè mọi người. Ngồi đây sẽ thấy cái vầng trăng. Đó, dạng dạng như vậy đó. Thì lên trên này nữa là đa phần là tạo cái cảnh đó, chụp hình sống ảo nhiều quá, đúng không Quắc? Dạ. À. Không, cũng ráng, anh là anh già lớn nhưng mà anh làm YouTuber chứ mà anh cũng ráng lắm. Anh cũng ráng cho lên được cái cầu Vòng này đó cho mọi người. Mà mình review cho khách mà mình không có cho khách hàng mà mình nói chuyện với mọi người mà không lên tới tận nơi thì họ nói mình không có không nhiệt tình đúng không? Rồi. Đây. Chắc là mệt quá thì lấy này chống lên luôn nè. Rồi. Cái đây là gọi là cầu Vòng Mê Linh đúng không? Khách sẽ đứng đây đúng không? Đây là họ check in cái cầu Vòng. Đúng không? Rồi, đó, nói nôm na là như vậy. Rồi. Từ trên điểm cầu Vòng Mê Linh này. Từ trên điểm cầu Vòng Mê Linh này là nhìn được bao quát hết tất cả mọi thứ luôn á mọi người. Đấy.
Mọi người nhìn nè, nhìn tổng thể đấy. Đấy, tổng thể cái này là nếu mà các bạn bờ lấy cam á là nó quay hết. Đây. Cái đường anh, rồi. Anh đi xuống, anh đi vòng hết cái dãy cái này, anh đi rồi. Xuống ngay cái nhà phía dưới kia. Rồi. Là khu vực đang xây cà phê và chuồng chuồng phía dưới đó. Rồi. Thôi bây giờ vậy nè, nói tóm lại là bắt đầu là từ đây anh sẽ đi theo cái đường này ra hồ và đi ra kia có cái khu gì nữa em? Anh sẽ đi vòng hết cái các khu chụp hình check-in. À. Xuống hồ nếu mà anh xuống hồ. Cái hồ có gì không? Xuống hồ thì cát cảnh thôi ạ. À thôi thì hồ đó không như anh đã quay nhiều cái hồ đẹp rồi. Bây giờ nói chung là anh sẽ quay review một số cái điểm chụp hình check-in mà các bạn đang trên mạng đang đã chụp. Anh đi theo ven, đi theo cái đường cầu, đường cầu. Về lại cái quán mà là cái điểm mà anh ngồi. Dạ không, anh sẽ về lại cái khu phía dưới. À chứ không có cái điểm về lại đây. Nếu anh không muốn thì anh vẫn có cái đường tắt đi về kia đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi ok, cảm ơn anh. Về cái nhà khu phía dưới, anh đi xuống tầng hầm sẽ là khu chuồng chuồng. À, có nuôi chồn luôn cũng có, có nuôi những chú chồn mà có phê đô kê vậy thì anh sẽ cố gắng trải nghiệm mà để review cho cả nhà cùng xem. Cảm ơn quốc nhiều nha. Dạ. Rồi mọi người biết chứ bây giờ rộng thế này thì Hiền cũng ráng đi á mọi người. Thì mọi người biết á, cái này không phải là cái mình tưởng là cái quán cà phê nhưng mà nó không phải đâu mọi người. Nó nguyên cả một cái rẫy luôn, cả một cái nông trang á, gọi là mình giống như hồi xưa người ta làm nông gọi là làm rẫy đấy. Bây giờ họ chuyển đổi mô hình á, vừa cũng là rẫy cà phê. Ở mà Đắk Nông hoặc là Khánh Hòa thì người ta gọi là rẫy cà phê ấy. Hoặc là nông trang cũng vậy đó, nhưng mà thật sự đây là một cái kết hợp dùng hết lại luôn nè. Nó không thể tưởng tượng được, đây là một điểm du lịch luôn. Chứ không phải là cà phê nữa mọi người. Nãy giờ thì không biết là có nên đưa vào mục là những điểm du lịch đẹp Việt Nam thì không biết, nhưng mà chắc là cà phê đẹp Việt Nam thì không có quán cà phê nào nó rộng mà mấy tôi nhiều quán rộng mà lần đây là quán rộng hơi bị ơi mấy hectare luôn. Đây nè, có những lối nè. Đây, Hiền đi ở đâu chân bữa giờ quay cũng ráng qua nhiều nơi, ráng đến. Đây nè mọi người nhìn nè. Xin lỗi mọi người nha, xin lỗi cả nhà nha. Hiền vừa đi vừa nói tiếng hơi thở khào khào khiều khiều rồi nè. Hiếp chưa mọi người? Đó, nó rộng như thế này nè, đó. Đã thế là mọi người hình như là đỡ ngồi trong cái lồng này nè. Các bạn ngồi trong cái lồng này như là con chim chụp hình ấy. Đây Hiền vô Hiền ngồi luôn nè. Chắc lẽ là vậy. Thì các bạn bây giờ đang xu hướng các bạn bây giờ là ngồi. Hả? Hình như ngồi vô đây nè. Đó, vậy ngồi vô đây chụp hình. Ở cái lồng này ngồi vô chụp hình, ngồi vô lồng chim. Đó, đó ngồi lồng đó là ngồi lồng này. Đấy, xu hướng bây giờ là vậy á, sao á, không thích tự do, thích chui vô lòng ngồi vậy đây nè. Không biết nhưng mà nó đẹp. Đẹp là đây, hôm nay là vậy đó. Mọi người nhìn thấy đó. Ở đây thì có cái hoa hoa gì. Rồi, không nổi cái sắt với cái gỗ không là cũng hơi má hơi tiền á. Chủ đầu tư đầu tư khiếp nãy hiện đang đi trên cái bãi sắt cầu vòng đó, mọi người nhìn thấy đó. Đấy, đấy. Còn cái này là chắc là treo cái lồng đèn lục lạc gì á. Lâu lâu họ tạo cái điểm này để đứng nghỉ mát nè, sao vậy? Chứ nắng quá chịu sao nổi. À, kia là cái đà cánh hoa chuồng chuồng. Còn đây là những con sao biển. Đây nó thêm một điểm nữa nè. Đây là thêm một điểm nữa nha mọi người. Đây là cái điểm này nữa là cái gì? Đây là sao biển, mà cái sao biển này là làm bằng cái thủ công á, bằng cái gì mà giống như thổ cẩm họ dệt mà họ làm tay không á. Đây các bạn gái chụp hình rồi nè. Chắc đi cái này xong thôi chụp anh đắm đuối luôn á. Rồi đi tiếp. Ở đây có như một số bạn cũng đang chụp hình, không biết là chụp cho khách hay chụp cho mình ở đây nữa nè. Chắc là đứng đây chụp hình ra nữa, là nhìn ra đây là cái cánh. Thôi cái này là bạn là Thiên Nga đó. Đấy mọi người nhìn nè. Ở đây giải quyết một lượng lớn, có thể là mấy đoàn đi đến cũng giải quyết được nha mọi người. Đấy. Đà Lạt dạo này hay tạo mấy cái cảnh ngồi như thế này nè. Ngồi bình thường là ngồi dữ dằn để Hiền vô Hiền ngồi nha mọi người. Đấy. Đây. Cái này là dây cổ rùa ấy. Tôi ngồi trong đây nè mọi người ơi, nhưng mà ngồi đây mà nó mát cũng đẹp. Ngồi ngắm đây, có cái dòng này.
Nếu mà bạn nào đẹp, bạn nữ đẹp rồi mới chân dài khoe, chân dài xuống đây rồi đứng đây nè. Trời ơi, yêu nhau vẫn chụp hình. Thế là vì sao phát hiện mà giới trẻ đang sốt lên về cái chụp hình sống ảo là như vậy á. Ừ, Ủa đang quay vô vlog con. Mấy nhỏ giờ nó thấy đây nó biết hết à. Đây. Rồi, không biết là giờ cũng chưa, hai anh em mà quay thằng Thành ra đi. Xuống đây cách là lại gần hơn 20 cây số mọi người. Đấy, đi ô tô phải qua hai cái vòng đèo ấy. Hiền sẽ, nói chung là Hiền sẽ đi qua cái chỗ mà một số bạn mà bây giờ đang chụp hình nhiều ấy. Đấy, thành thử là đây nè, có hai bạn này cũng nắng hy sinh gì nghệ thuật lắm nè. Anh làm vlog nếu không phiền anh quay luôn mấy em được không? Anh đang quay tất những cà phê đẹp Việt Nam á. Và mọi người nói đừng nói tôi nha, hôm qua là tôi quay cái chỗ tắm hoa của mình nữ. Mà tôi già thế này chứ mà tôi thấy con gái là tôi cũng quay chứ không nói tôi là công ấy. Anh có thể quay tụi em để làm kỷ niệm luôn được không? Rồi anh sẽ chuyển cho mấy em xem kênh thôi. Tụi em đây nè, đây là mấy đứa em ở đâu? Ở đây luôn, ở đây luôn mà ra đây chụp hình sao chụp trở thế để ngày à. À em ở đâu? Em đứng vào luôn đây. À, anh dùng có một cái mic á, anh có ý gì đâu. Anh dùng có một cái mic tại vì anh làm YouTuber đọc có một cái mic à. Thành thử là anh không phải cố ý đứng gần mấy đứa em đâu. Nhưng mà anh hỏi nè, à, mình đứng đây có bị công si lây nắng không? Nó không đẹp tụi em á. Đâu hướng nào? Hướng nào? Hướng này là bị không bị ngược nắng đúng không? Đây hướng này tụi em bị tối mặt á. Hướng này tối mặt hay sáng mặt? Nhưng mà sao giờ mấy anh nó đẹp à? À em ở đâu? Em ở Gia Lai về ạ. À, Gia Lai, anh ở Khánh Hòa. Em ở đâu? Em ở Lâm Đồng luôn. À, Lâm Đồng luôn, rồi. Thế thì anh hỏi nè, anh được biết cà phê Mê Linh này nè, là cũng tên thông tin mà các bạn chụp hình sống ảo thì anh làm YouTuber mà. Anh quay top những cà phê đẹp Việt Nam á. Em biết là ngày hôm qua thì anh ngồi ra anh đi dự bên Lâm Đồng á, bên hội doanh nhân anh đi, anh cũng làm thêm về những kênh du lịch thôi, review du lịch. Và kênh anh là kênh chỉ có những cà phê đẹp Việt Nam, những điểm du lịch đẹp Việt Nam. Thì anh hỏi thêm một câu luôn. Em ở Gia Lai có cái điểm nào du lịch giống đây không? À, Gia Lai có núi đấy. Lửa Chư Đăng Gia. Ok, đầu tiên tôi có thêm điểm đó tôi đi quay đấy. Rồi tiếp thêm gì nữa em? À, có biển hồ. À anh cứ tới Gia Lai rồi. Hình như mình đứng ngược nắng á, đứng bên này nó mới sáng hơn nè. Đây. Đó, để lên xong rồi nói sao từ đó em quay anh á, anh quay em sao rồi đang thui đang thích nơi chết luôn. Rồi, thế thì biển hồ Gia Lai với cái gì nữa em? Biển hồ nè, núi lửa Chư Đăng Gia. Rồi. Hoa Dã Quỳ. Ok. Lễ hội, rồi lễ hội công chiên á anh. Rồi. Quảng trường. Rồi, ok. Mấy cái này Hiền sẽ nghe bạn này giới thiệu, Hiền sẽ em tên gì? Bạn Ngọc nha, thế là mình có thêm một đứa em xa xa đó sau này đấy. Em tên gì? Em tên Ngân ạ. Em tên Ngân, Ngọc Ngân. Để rồi anh sẽ lấy cái thông tin sau này là hai đứa em anh có gì, anh có điểm nào hay đẹp là hỗ trợ anh nha. Thời buổi công nghệ thông tin là đưa cái quét cái rẹt ra. Anh đưa em quét, anh đưa em quét cái ra rồi đây. Quét anh cái là ra rồi có gì là tối xem kênh của anh. Rồi. Anh xin tụi em cứ không có diễn gì, anh đâu có là mình YouTube mình diễn gì, tụi em cứ chụp hình tự nhiên. Anh ghi lại khoảng cách kỷ niệm của hai bạn với nhau đúng không? Dạ, mấy ca? Dạ, em 2K1 ạ. 2K1, cái này mấy ca? 201. Học gì ra? Quản trị kinh doanh ạ. Ở quản trị kinh doanh đúng không? Em học cái gì? Cũng vậy luôn. Rồi vậy thì chúc mừng, không biết là nói luôn cho YouTube là không biết là anh may mắn gặp hai bạn xinh đẹp hay là hai bạn xinh đẹp này may mắn gặp anh nha. Bây giờ lật đừng có xem cái mặt YouTuber. Ok. Rồi vậy nha, em cứ tự nhiên, cảm ơn em nha. Trời ơi, clip tôi già cả xấu xí đi mà có mà mấy đứa xinh xinh này vô cho người ta coi cho tôi. Đúng không em? Dạ. Ta kiếm thêm vài like tội tôi ghê á. Rồi, cảm ơn ha. Rồi vậy kìa, em cứ chụp tự nhiên đi. Nhưng mà anh chỉ hướng dẫn tư vấn cho em chụp nè. À, đây là. Chắc cha nó nhận người, cái gimbal của anh nó kỳ lắm. Nó cứ thấy người là nó nhận, đem tắt cái chế độ này nó nhận quay thêm bạn gì. Bạn Ngân nó nhận thêm bạn Ngân à, đây. Đây. Tắt cái chương trình nè. Để anh ghi lại cho, anh ghi lại cho hai bạn làm kỷ niệm ra đi chỗ khác, anh cũng bận lắm không có thời gian đâu. Ha, công nhận nè mọi người nhìn đây nè, đây nè, đúng đây là bạn này đang ngồi giữa một cái thung lũng cà phê nè. Đấy. Rồi. Thank you.
em lên cái cổng kia chụp cũng đẹp nè em à. Cái điểm chưa? Rồi anh đi, cảm ơn nha hai đứa nha. Thôi hiện chắc là hiện đi qua cái đoạn bên kia nữa là thôi, chứ còn đi nữa là xa lắm. Nói chung là cái vườn này đi nó cũng chỉ như vậy thôi đấy. Mọi người thì chú cha phải thuê đồ chụp hình khổ lắm á mọi người. À, quay lại cho hai con bé nè, xin quay lại chút nữa nè đấy. Đó. Rồi. Đây là cái ổ. Chui vào đây, ngồi vào đây là để chụp hình đấy. Như vậy đó. Đây mọi người, ngồi vào trong này là chụp hình nè, giống như ổ quạ đó, hay là ổ đại bàng gì đấy. Đấy. Đúng là họ tạo những không gian nè. Đây này này mà đứng ở giữa núi nè. Nhìn đây giống như là tiên đứng giữa đường ở giữa rừng nè. Đấy đó, thấy chưa? Biểu vậy là sao mà nhiều bạn trẻ là phải hót về cái khu này. Đây, đây là những điểm mà để cho khách để chụp hình. Nhưng mà bạc ngàn cà phê luôn nha mọi người. Đây lại có một khu nữa nè. Thôn nữ hái chay bơ nè. Quá đẹp, hình như phải thơ đồ chụp hình đấy. Anh hình như là hai gia đình mình đúng không anh? Gia đình anh đang quay vlog á. À, đây là cháu. Đây có một gia đình họ đang một gia đình chụp hình nè đây. Phải thơ đồ đúng không anh? Anh có ngại khi em quay anh chị luôn không? Không sao đâu, đúng, quay cháu và anh chị luôn kỷ niệm nha. Thì anh chị ra nắng đây ra chỗ đây sáng sáng chụp em quay cháu không sao đâu. Đấy, hay là gia đình mình ngồi rồi quay đây cho em ghi lại kỷ niệm ở cái khu này đó, rồi có gì rồi coi như là chuyến đi tình cờ thôi, đúng không? Đây nói chung là mình làm vlog thì mình đâu có phải là có sao quay vậy anh ạ. À. Chứ không phải là mình diễn như diễn viên quần chúng đâu. Mà đây là anh chị mặc chụp hình đẹp lắm. Rồi có gì là hẹn gặp lại anh chị nha. Đây nói chung là cái khu này họ làm những cái giữa cái rừng bơ nè. Có những trái bơ nè. Trời ngon quá. Đấy, nhưng bé này nó vừa khen là trái bơ ngon quá vậy. Đây nè, đấy. Đây tự nhiên nè. Đó, vừa bơ và hái tự nhiên ấy. Có hái không? Có chà hái không ha? Hái tính tiền thôi. Đây nói chung là Hiền phải đi hết cái khu này á mọi người. Còn cái chỗ này nữa là gì? Hồ Hóa Súng Trang. Đây là cái điểm mà hôm trước mình có một con bé nó chụp hình. Hồi trước có một bé ở cà phê kia nó chụp hình xong cái mình nhìn trên status hỏi là à bé ơi con chụp hình ở đâu mà đẹp thế, cho chú chỉ cho chú. À, hỏi là bé ơi con chụp hình ở đâu mà đẹp thế chỉ cho chú. Thế là nó nói cho chú đi lên cà phê Mê Linh ấy. Là đây. Chăm nghe bằng thấy. Đấy mọi người. À, cả nhà biết không? Ta nói là chăm nghe bằng thấy là đúng là bây giờ mình mới đến thực tế là nơi này nè. À, khi mà đấy thành thử là cái điểm này Hiền quay trên clip không biết có đẹp như thế nào nha, nhưng mà cái điểm này chụp hình rất là đẹp, rất là nhiều điểm, nhưng mà Hiền cũng quay lại cái điểm mà giống như là thấy hình trên của ông bé kia nó chụp hình trên Facebook ấy. Rồi Hiền cũng đã đến được cái khu này rồi, và cho mọi người trải nghiệm. Các bạn trẻ nào mà chưa đi á thì cố gắng đi lên này nha, đẹp. Đây mọi người sẽ đi qua là một cái lối này, không biết là cái biểu tượng là cái gì á, nhưng mà thấy cũng đẹp đẹp đấy, dạng như vậy đó. Còn nhiều lắm, còn rất là nhiều, nhưng mà Hiền sẽ hoặc lên trên là Hiền review sơ thôi, chứ bây giờ nếu mà đi nữa thì nó cũng chỉ là các điểm chụp hình sống ảo thôi, mà nó dài video clip quá, đôi khi mình cắt sáng thì mình không thích, với lại bây giờ mình làm úp chay luôn. Đây có những điểm mà mệt á thì ngồi vô đây nè mọi người nhìn nè, mệt thì ngồi như thế này nè. À, nó cũng có cây bơ mà ngồi mệt tự nhiên đúng không anh? Em làm vlog á, em quay anh có ngại không? Không sao. Quý quay cho các cháu luôn nha. Okay. Quay cho các cháu làm kỷ niệm nè. Em quay các bạn mấy bạn nhỏ là hay
đây nè, mấy bạn nhỏ hay thích đây, chào con chào đi, quay phim hello đi con chào đi. Đây mọi người nha, để Hiền coi Hiền ngồi vào chưa, ngồi vào với lại các cháu. Nói chung là khu này đẹp, con ngồi đây, con nghe đây. À, ở đâu anh, ở đâu vậy? À, Tân Bình hả? Tân Bình là thành phố Hồ Chí Minh đúng không? À, ấy con lưu lưu đừng lưu lại, lưu lại con ơi. À, em ở Khánh Hòa, em đang quay top cà phê đẹp Việt Nam mà thôi, em chắc em đi vòng lên, em lên chứ em cũng thở rồi. Đây lắm rồi. À, con chào cả nhà đi. Tàu quả nhập ma. Ơi con chào cả nhà cái đi. Rồi. Rồi. Chào cả nhà. Rồi được cái nha. Rồi nói chung là anh với các cháu vui vẻ nha. Nói chung là mọi người biết á, là cái khu này á, gia đình đi cũng được. Đi chung cũng được. Chú sẽ tối nay tụi con up tụi con lên YouTube để mà xem nha. Và mở TV lên xem nha. Thôi bây giờ dịch là che mặt, nhưng mà giờ vậy nè, dở mặt ra nhìn thấy một cái nè, dở mặt ra hết cái nhìn thấy cái cho nè, không sao đâu, đứng xe nè nhìn mặt cái nè. Rồi chú quay qua mặt nè. À đừng đứng cũng ngồi xuống, chú quay mặt cho nè. Rồi đây kỷ niệm chuyến đi của những cả gia đình nha, con ngồi xuống đi, con ngồi xuống đi. Đấy. Đấy, nói chung là em quay qua lóc á thì có gì quay nấy, không có phải là diễn giải vậy. À, diễn viên của em là quần chúng tự nhiên anh à. Rồi cảm ơn anh nha. Rồi rồi à, chúc gia đình mình đi vui vẻ nha. Trời ơi chú ơi, cái tàu quả nhập ma. Nó đi quá, nó tàu quả nhập ma, nó thở. Đây nói chung là Hiền Hiền lên trên này thì review là cũng đủ rồi mọi người, không đi hết đâu mọi người. Đó, ai nói chung là Hiền review cho mọi người thấy vậy thôi, chứ bảo đi mà đi nữa thì Hiền Hiền nói là video clip Hiền dài thì cũng đúng thôi. Lên kia coi mấy con chồn nữa kia kìa. Đấy thì tóm lại là giữa một cái nông trang trại cà phê, rẫy cà phê theo kiểu gọi là gọi gì đấy, thì họ tạo cho đi chơi ngắm cảnh cũng là một cái cách mới ấy, cách làm mới đấy, đầu tư cũng khiếp ấy. Bên kia là cá chồn, nhưng mà thôi hôm nay mình đang quay cà phê, họ top những cà phê đẹp Việt Nam thì mọi người đã biết rồi. Đây Hiền đã đến được cà phê Mê Linh nè, dự kiến là trưa về, mà rốt cuộc hai anh em kiểu này là về tới chiều về rồi. Đấy thở thôi. Nói chung mà chào cả nhà nha, mọi người xem kênh nhớ ủng hộ, like, chia sẻ cho Hiền để Hiền có động lực quay nhiều hơn. Hiền hứa rồi, những nơi nào đẹp, nếu mà có điều kiện thuận tiện, thời gian Hiền sẽ đi quay để cho mọi người cùng xem. Có thể là những cái Hiền quay là có một số bạn đã đi rồi, thì các bạn cũng thông cảm, nói anh Hiền ơi quay cái khác đi, đừng có quay cái đó nữa, em biết rồi. Em biết nhưng mà nhiều người khác chưa biết. Thì mình tới 18 mấy triệu dân lận, thành ra một người một hai số bạn biết, nhưng một số bạn chưa biết. Thì Hiền sẽ quay. Tóm lại là gì nha cả nhà. Thôi giờ Hiền đó, nói chung là Hiền sẽ đây, mọi người nhìn đây, Hiền sẽ dừng video clip. Chào cả nhà một cái. Thở rồi. Ai nãy nhỏ nó đi, nó nhỏ xíu mà nó còn đi tàu hoa nhập ma rồi. Mình lớn mình còn. Thôi chào cả nhà nha, Hiền xin kết thúc video clip ở đây nha. Hẹn gặp lại cả nhà trong những video clip tiếp theo. Chắc trên đường về cũng có một vài quán nữa, nhưng mà quán nào nó đẹp quay. Tại mình đã ra chợ đề tài của Hiền là những cà phê đẹp Việt Nam, mà quay cái quán xấu quá hay là những cái vùng mà không được đẹp á, thì mọi người sẽ nói Hiền á. Rồi nha, chào cả nhà nha, nhớ đăng ký. Thở rồi. Đăng ký kênh, like, chia sẻ ủng hộ Hiền nha. Rồi chào cả nhà.